Bây giờ mình đang có mặt tại siêu thị Go, thì hôm nay anh sẽ dẫn cả nhà mình với cùng đi với mấy đứa nhỏ vô siêu thị để chơi trò chơi cho mấy đứa nó vui một chút nè. Thì anh mời cả nhà mình đi vô trong nha. Đây là phía bên trong nha. Anh không biết người ta có cho quay phim không, nhưng mà quay một chút xíu chia sẻ tới quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái cửa đi vô đây. Lấy đồng xu nè, đó dạ. Còn Trâm đợi chút quẹo lấy đồng xu nha. Đây là cái khu chơi game, trò chơi nhỏ nhỏ cho mấy đứa nhỏ nó chơi nè. Tâm đó quẹo qua đây. Có kèn, có kèn. Yeah.
kêu thẻ. Kìa con lo của con à. Té ngửa rồi, té chạy mất tiêu luôn à. Được mấy xu? 2 xu. Hay ghê vậy. Hết rồi. Quá gì vậy? Hết xu rồi. Thôi nhảy nhảy. Nè 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 nè. Ừ. Thank you.
Đây là cái phòng karaoke. Cái này đã lấy tiết kẹp rồi thôi à. À sao không chạy anh ơi, mẹ đi theo đi cả. Rồi té ngựa. Chuẩn bị đi về nha. Thôi bây giờ chuẩn bị đi về đây, chơi rồi nữa. Bây giờ mình chuẩn bị đi về nha. Đó, bên đây là cái cổng mà đi vô nha. Đó, trăm vô trong nha. Đó, bên đây là cái chỗ ở ngoài để xe. Giờ mình chuẩn bị đi về luôn nha. Đó, bên đó là cái cổng trước để đi vô gửi xe bên đây nè quý cô chú anh chị.
Thôi bây giờ Doanh xin kết thúc video luôn nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Doanh. Bây giờ thì bye bye.